Ok mọi người, như thường lệ thì công việc hàng ngày mỗi buổi sáng mà có nắng ấm thì sẽ thả chó ra cho chúng chạy nhảy vào phơi nắng. Và đây là ba em hậu duệ của Phin nha mọi người. Thì ba em này gồm có hai đực và một cái. Ba em này thì gần được 3 tháng rưỡi rồi. Nhân lúc mà đang thả chúng ra cho chúng vui chơi và nô đùa với bác Thilo thì mình quay video chia sẻ mọi người. Và nếu như mọi người chấm được em nào thì mọi người cứ liên hệ đến cái số điện thoại của trại nha mọi người. Thì Công Phi sẽ cung cấp hình ảnh và tư vấn nó chi tiết hơn về từng cháu cho mọi người. Sáu bé này là hậu duệ của Thilo nha mọi người. Sáu bé này thì mới được có hơn 2 tháng và cũng vừa mới tiến hành mũi vaccine thứ 2. Thì sáu bé này thì tất cả đều là đực hết, và nhân tiện cái buổi sáng thì hôm nay ấy, thì mình cũng quay cái video về sáu bé này để giới thiệu với mọi người. Và nếu không có gì thay đổi thì sẽ hẹn mọi người khoảng 2 tuần nữa mình sẽ quay một cái video cụ thể để cho mọi người xem, và lúc đó ví dụ như mọi người cảm thấy ưng ý cháu nào thì mọi người cứ đặt hàng với Công Phi nha mọi người. Chú ơi, Cháu ơi.